Năm 1356, Thượng Hoàng Trần Minh Tông ốm nặng, triều đình đã tìm mọi cách để chữa khỏi bệnh cho Thượng Hoàng. Tuy nhiên, với quan niệm minh triết về quy luật sinh lão bệnh tử trước cuộc đời, Trần Minh Tông đã từ chối những phương cách chữa bệnh mang nặng màu sắc mê tín như cầu đào phóng sinh của triều đình. Vậy là quốc tể Trần Quốc Trần đã ra đi được hơn 30 năm. Tất cả là do lỗi lầm của trẫm. Thu khí hòa đăng thất thự minh, bích tiêu sóng ngoại đệ tàn canh, tử chi tam thập niên tiền thác, khẳng bả nhàn sầu đối vũ thanh. Sức khỏe của Thượng Hoàng rất kém, thật không hiểu nổi độc độc của loại ong vàng này. Sau khi bị ong đốt, Thượng Hoàng đã lâm bệnh nặng mấy tháng này. Không lẽ con ong vàng đó là oan hồn của quốc tể quốc trần? Phải lập đàn chay cầu đảo thôi. Có chuyện gì mà ồn ào như vậy? Dạ, triều đình đang lập đàn tre cầu đảo để cầu cho Thượng Hoàng hết bệnh đấy ạ. Có chuyện đó sao? Truyền cho Trần Phủ vào để ta hỏi chuyện. Phụ Hoàng cho gọi nhi thần. Ngươi hãy dẹp những lễ nghi cầu đạo đi, đây là thánh chỉ. Bẩm Phụ Hoàng, từ ngày Phụ Hoàng đi tới đền thờ quốc tể về, bệnh càng thêm nặng. Cả triều đình đang vô cùng lo lắng. Thậm chí Phạm Ứng Mộng còn nhân việc cầu đảo mà xin xướng nghi cầu với trời đất được lấy mình chết thay. Phạm Ứng Mộng tự nhận mình làm địa vị chu công thì cứ lấy thân mình ra mà chết thay cho cha hắn, còn đàn chay thì không được làm. Được rồi, Thượng Hoàng, triều đình không lập đàn cầu đảo nữa. Vậy thì để thiếp cho người làm lễ phóng sinh súc vật, tạo phước để trời đất ban sức khỏe cho người. Sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên, không có gì có thể ngăn cản được. Huống hồ, thân ta không thể lấy con lợn, con dê ra mà đánh đổi được. Hãy dừng những phép huyễn hoặc hao tốn tiền của đó lại đi.